Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Và tôi làm video này thông báo là sắp mở một cái lớp offline nhé, offline về Coordinator khóa 7 và dự tính khai giảng ngày 12 tháng 6 này. Tuần học 3 buổi tối, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bạn nào muốn tham gia thì tất nhiên là các bạn phải ở Hà Nội mới có thể theo học lớp này. Địa điểm là chỗ đường Nguyễn Ngọc Vũ, các bạn có thể vào cái trang này để biết thêm về bản đồ hoặc là cái gì đó, hoặc là biết thêm chi tiết, hoặc các bạn có thể gọi điện thoại, email, email đây và xem thêm chi tiết vào cái chỗ đây. Là tôi cái post này tôi đang để ở trong cái group học lập trình online đây, địa chỉ của nó ở trên YouTube đây, các bạn có thể đăng ký làm thành viên của cái group này để theo dõi thêm các hoạt động của học lập trình online. Và tóm lại là tôi muốn thông báo có một cái lớp sắp tổ chức và hôm nay đã mùng 6 rồi này. Và trong trong vòng vài hôm nữa, nếu bạn nào quan tâm thì tham gia cái lớp Coordinator này. Và cái lớp Coordinator này thì đã tổ chức được nhiều khóa rồi, đây đó là khóa thứ 7 rồi và các cậu có các cái kết quả cực kỳ tốt, bởi vì các học sinh đều làm được sản phẩm và cái Coordinator Framework thì rất là phổ biến, rất là nổi tiếng và thông dụng, dễ dùng và có rất nhiều các cái người sử dụng trên toàn thế giới và được support mạnh mẽ. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy đây có sản phẩm của học sinh mới hôm qua tôi cũng vừa ghi, tức là có một bạn ở trong lớp trình bày và tôi thấy hay thì tôi ghi lại thành cái video này ngay. Nói chung là các học sinh những cái khóa về sau này thì đều hoàn thành các sản phẩm và những cái sản phẩm rất là mạnh mẽ. Tất nhiên các bạn nếu mà biết là để làm một cái trang web cũng như là một trang blog bình thường thì chúng ta không nhất thiết phải học đến Coordinator, nhưng mà Coordinator học là để các bạn làm các cái ứng dụng web, ứng dụng về quản lý, các ứng dụng về cơ sở dữ liệu. Các bạn có thể tích hợp bản đồ ở trong những cái ứng dụng này, ví dụ Google Maps. Nhỉ. Nói tóm lại Coordinator thật là một thứ rất là tuyệt vời. Nếu bạn nào quan tâm nhé, thì hoặc là các bạn biết là có bạn bè của mình quan tâm thì tại vì có một số người đã đăng ký cái lớp này rồi lẻ tẻ, nhưng mà tôi làm cái video này để các bạn mà đã đăng ký rồi, tất nhiên nếu mà có ai mà tôi nhiều khi cứ lẻ tẻ thành ra tôi cũng hay hẹn và có thể nhiều lúc là tôi cũng không thể nhớ hết được và cũng không thể thông báo hết được, thì tôi cứ làm video này và thông báo. Nếu mà các bạn muốn tham gia cái lớp mà ngày 12 tháng 6 này thì các bạn phải khẩn trương và các bạn phải còn nếu bạn nào còn phân vân mà không biết là mình có đủ điều kiện để học hay không thì tốt nhất là các bạn gọi điện thoại và bố trí để tôi phỏng vấn, để tôi tìm hiểu và tôi khuyên là bạn có học hay không học. Thực ra nếu mà các bạn mà trình độ mà chưa đủ thì tôi cũng không nhận, nếu các bạn có muốn học thì tôi cũng không nhận, bởi vì là các bạn phải có cái trình độ căn bản rồi. Tất nhiên nó cũng không cần nhiều, nó cũng dễ thôi, nó cũng không cần nhiều. Ví dụ tôi nói qua về cái điều kiện các bạn có thể tham gia cái lớp này học này, nghĩa là các bạn đã học qua cái PHP căn bản, các bạn đã biết cách làm các cái function, viết các cái function, rồi các bạn biết về các cái điều khiển, ví dụ if else này khác, rồi các mấy cái vòng lặp đó. Nói chung là trình độ căn bản thôi. Và các bạn hiểu về các cái mảng array là các bạn có thể theo được cái này, chứ không nhất thiết là các bạn phải biết lập trình hướng đối tượng gì cả. Tôi sẽ trong cái khóa này mấy buổi đầu tôi sẽ bồi dưỡng các cái, tức là tôi sẽ củng cố lại các cái kiến thức căn bản, thí dụ như những cái thứ tôi vừa nói và nói thêm về lập trình hướng đối tượng. Đấy là một vài thông tin về cái lớp học nhỉ. Những cái lớp này thì tôi cũng tiến hành rất lâu rồi và cũng nhiều người cân nhắc để đi học những cái lớp này, thì tôi đây là cái mùa hè và các bạn hãy tranh thủ cái thời gian và trang bị cho mình một cái thứ rất là tuyệt vời, đó là Coordinator. Xin cảm ơn đã lắng nghe.